Bản tin sáng ngày 27 tháng 1 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, trong ngày 26 tháng 1 năm 2022, có thêm 217 bệnh nhân xuất diện, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi đến nay là 33.839 người. Hiện còn 946 bệnh nhân đang được điều trị, trong đó có 515 bệnh nhân được điều trị tại nhà, còn lại là tại các cơ sở y tế. Trong ngày 26 tháng 1, ghi nhận 4 bệnh nhân tử vong do COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân tử vong lên 329 người. Trong 24 giờ qua ghi nhận 64 ca nhiễm mới, giảm 1 ca so với ngày trước, trong đó có 48 ca trong cộng đồng, giảm 3 ca.